Ngày 16 tháng 11 năm 2022, Ban công tác mặt trận ấp Mỹ An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Ấp Mỹ An có 513 hộ với 1.835 nhân khẩu. Thời gian qua, ban công tác mặt trận cùng nhân dân trong ấp đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Trong năm đã xét mới 8 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình gian quá và 2 hộ gia đình gian quá tiêu biểu năm 2022. Qua đó, nâng hộ đạt chuẩn gia đình gian quá lên 495 trên 513 hộ đạt 96,5%. Trong thời gian tới, Ban công tác mặt trận ấp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mỗi hộ gia đình duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ vững nét đẹp, tình làng, nghĩa sớm, cùng nhau xây dựng nhà sạch, ngõ đẹp, ra sức bảo vệ môi trường, giữ vững danh hiệu ấp giang quả. Dịp này, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Châu đã trao tặng một căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn ấp.